Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đại tú xin kính chào quý bà cô bác và toàn thể chị em. Kính thưa chú quý vị, tiếp tục chương trình đi thượng trang cho đồng đạo. Thì hôm nay đại tú đến đây thuộc về ấp gì ha? Ấp Long Thành A của xã Long Hậu, huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp. Thì đây là ngôi thờ cúng ở nhà của đệ Trần Trần Di Trần Di Trần Di Quân. Thì chút nữa đây mình sẽ trang trí ngôi thờ cúng cho nó được trang nghiêm và nó được đẹp lại ha, cho sớm chiều để hàng ngày để cúng với cái nghi thức của đạo Phật giáo Hòa Hảo. Thì đây là đệ Trần Di Quân. Thì mời chúng ta coi qua chương trình theo gì. Kính thưa quý vị, đây là hiện tại thì ngôi thờ cúng nè. Giờ mình sẽ bắt đầu, mình sẽ vào chương trình, mình sẽ thượng trang. Hiện tại quý vị thấy gì ha? Cái chút ở đây thượng lại quý vị thấy nó trang nghiêm và đẹp. Trang nghiêm sẽ được tôn tắt hơn. Rồi, quý vị ta coi qua chương trình. Rồi, giờ thì chúng ta sẽ gỡ cái nắp phía trên để chúng ta sẽ làm cái trang Phật. Còn phía dưới thì chúng ta sẽ làm ngôi của quyền ha. Rồi. Xích qua nữa, chút nữa. Đấy, đấy, đưa nói không? Chút xíu nữa đi. Rồi. Rồi đó. Rồi, tôi nói ngay chính giữa nhà đó. Được ha? Rồi. Rồi, Nam Mô Đà Phật. Kính thưa quý vị, thì hiện tại chúng ta đã gỡ cái nắp của cái tủ phía trên ra rồi ha. Thì tiếp theo chúng ta sẽ thượng ngôi của quyền lên.
thiền đi nha. Kéo này được không? Để bắn được không? Để bắn này để bắn qua đường. Thank you.
Đây là vô chưa? Rồi. À, đã bắt xong cái tấm cửa quyền nha. Tiếp theo chúng ta sẽ làm cái chân Phật. Ở chân Phật lên. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, thì hiện tại trong gia đình thì cũng có mấy ngôi thờ cúng mà cũng chưa có đúng theo nghi thức đạo Phật giáo Hòa Hảo. Thì bây giờ đại tú cũng đại diện trong gia đình cũng xin thỉnh ha. Đây là ngôi thờ thằng Tài Đầu Voi, tức là vị thằng đem lại sự giàu sang và hòa khí cho gia đình. Thì hiện tại trong gia đình thì cũng mong rằng mình sẽ thượng lại ba ngôi thờ cúng, thì sẽ thỉnh các vị này ai về vị trí của quyền thì thỉnh về của quyền ha. Còn ai ở vị trí Tam Bảo thì mình thỉnh về Tam Bảo Phật Pháp Tăng để mình thờ cúng, chứ không có còn thờ nhiều ngôi nữa. Dạ vậy hả bà cụ? Đây là ngoại của Trần Dị Quân, tức là ngoại của Đệ Quân đó. Rồi thì giờ còn cái ngôi lấy cái máy, để lấy máy mà đi vô trong luôn đi, lấy cái máy bắn đi. Thì trong nhà cũng có ngôi thờ ông Táo, giờ mình cũng vô mình thỉnh ông Táo luôn ha. Vậy là thím ơi, vậy là thỉnh cái ngôi ông Táo luôn hay sao ạ? Dạ. Giờ ông Táo thì thôi để đi thờ ông Táo đi. Tại vì mình thỉnh về ngôi của quyền mình thờ luôn hết luôn, chứ mình đừng có thờ nhiều ngôi mà đốt nhang cực lắm. Dạ. Mà ông Táo thì thờ ông Táo nó cái nghĩa nó như thế nào? Tức là độ cho nấu ăn ngon hay sao? Không, hồi đó là bà này đó bà nói gì thờ ông Táo vậy đó thì thôi bây giờ là mình theo theo đạo Phật rồi, mình không có theo thầy bà nữa. Giờ mình theo mình tin, tại vì của quyền á là trên hết rồi, rồi ngôi Tam Bảo á tức là đức Phật đã quay nghi rồi. Mình có gì mình cầu xin với Đức Phật với của quyền mình đi là nó hay hơn mình thỉnh mình xin mấy cái người ở bên ngoài, thì nói chung là nó đâu có ha, đâu bằng Đức Phật, đâu bằng của quyền mình. Tại vì mình thờ gì cũng đâu bằng thờ ngôi của quyền, rồi mình thờ gì cũng đâu bằng thờ Tam Bảo quay nghi đâu. Thế thế dạ. Không biết nữa, tại không quên. Mà ai cho bà ấy quên cho. Biết đó giờ tính ra muốn ví dụ giờ thờ ở đây ngày nào tới giờ gì thôi về để như vậy đi. Rồi ở trước đi, mình thờ ở trước thì thờ theo trước đi. Bây giờ con nghe đây con đi, bây giờ mình theo đạo Phật giáo Hòa Hảo mà bây giờ mình thờ nhiều ngôi nó không có đúng với cái nghi thức đạo Phật giáo Hòa Hảo. Và bên cạnh đó thì bây giờ nói lên cái ý nghĩa thờ ông Táo để làm cái gì? Mình phải biết. Ví dụ như thờ ông Táo độ làm gì? Không đã ông độ tối ngày mình độ mình nấu ăn cho ngon thôi. Mình nấu ăn thì do cái sự nấu nước của mình thôi. Còn mình độ cho gia đình mình được im ấm rồi ha thì mình giái với Phật. Chứ đâu ông Táo đâu có đổ của phần đó. Dạ đúng không cô? Thì bây giờ mình làm cho sao cho ba ngôi trở thơm tắt, cho ngôi thờ cúng là mình phải ở ngoài phía trước đi, còn ở trong đây mình không lẽ một vị Phật Táo mà không lẽ ở sao biết coi đâu được. Nếu mình thờ phải thờ cái trang chỗ chánh nhà lớn, nhà chánh gì ha. Dạ chứ không lẽ không ở sao biết Phật Táo, không lẽ ở chẳng biết sao được, coi không được. Mà thờ phải thờ cho cái ngôi thờ cho nó được cho hoành tráng, cái thờ gì không lẽ ông Phật ông ngự trên chỗ đó nhỏ xíu gì. Dạ đúng không cô? Dạ thôi bây giờ mình thỉnh ông vô trong ngôi Tam Bảo luôn. Tam Bảo luôn ha. Dạ vậy ha cô. Vậy ha ngoại. Rồi à, kính thưa quý vị, thì hiện tại đây là cái ngôi thờ của vị Táo Quân, tức là đức thầy cũng cho tôi biết là các vị táo này giờ ta cũng lâu đời lâu kiếp rồi, bây giờ ta cũng tu đắc đạo thành Phật hết trơn rồi, thì cũng nằm ở trong cái ngôi Tam Bảo, tức là Phật Pháp Tăng. Thì bây giờ con cũng xin đại diện trong gia đình xin cung thỉnh đức ngài trở về ngôi vị trí ngôi Tam Bảo để cho chúng con hàng ngày sớm chiều dâng hương lễ bái để tu tập. Mong các ngài cảm ứng chứng minh cho tấm lòng hiếu kính cũng như tấm lòng của con cháu trong gia đình. Con xin cung thỉnh và Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi giờ để xin thỉnh cái lưu hương đi, chút nữa mình cũng xin thỉnh ngài về ngôi Tam Bảo luôn. Dạ để mình tiện về lễ bái cúng kiến, chứ nhiều ngôi quá thì nó sai với nghi thức của đạo Phật giáo Hòa Hảo mình thì nó không đúng. Dạ
thì con xin thỉnh Phật táo ha về ngôi Tam Bảo luôn, để cho chúng con sớm chiều lễ bái để tu tập theo nghi thức đạo Phật giáo Hòa Hảo. Nó không còn mình thờ nhiều ngôi quá thì nó không đúng với nghi thức đạo mình. Dạ. Đây là giờ mấy giờ lượm mấy ốc nè. Rồi, coi như là mình đã thỉnh ông Táo về ngồi Tam Bảo rồi. Rồi giờ đây tiếp tục mời quý vị chúng ta coi qua chương trình tiếp theo nữa ha. Rồi giờ đây mình sẽ bắt ngôi Tam Bảo lên nha mọi người. Rồi để đem cái trang vào đây mọi người. Đưa lên, đưa lên. Không, ở trên, lỗ trên, nó chấm trên. Ừ. Rồi, rồi. 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 Rồi.
Rồi lại đi ra ngoài cái xe của tôi á, để lấy cái cọc đồ nãy mới mua, nó có cái vàng đó. Thank you.
Kính thưa quý vị, đây là công đoạn bắt cái trang tam bảo lên nha. Nhìn vô cũng có lý đó, yêu lắm rồi đó. Rồi giờ đây sẽ bắt ốc vít vô cho nó sát luôn ha. Môi đạo Phật cũng vậy, hiện tại chúng ta đã thượng xong cái ăn gọi tam bảo rồi, giờ chúng ta sẽ thỉnh đưa hương với chung nước đồ xuống ha, đặng thỉnh hai chân dung đức thầy và Quán Thế Âm Bồ Tát thỉnh xuống luôn, đặng mình thượng cái tam bảo mới lại ha. Rồi đây gỡ chân thầy về đó đi. Thì chúng ta sẽ thượng tam bảo lên ha. Thank you.
bóp 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 cái cục trắng rồi rút ra.
theo hai chị dung với thầy. Thầy lấy hình này đi bên nào?
Thôi bây giờ để đưa cái ấy lên cho tôi, để cái tấm nó mua được. Cái gì đúng không? Để lên đây được không? Để làm sao? Bắt lên nó phải chỗ 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 mình để chứ. Gì đâu? Dạ. Gì đâu? Dạ. Em nhìn cái anh đó. À. Xuống cái đó, cái này ha. Dạ. Nên cho nó nghiêng ngoài. Có chuyện không? Bên đây có chuyện không? Dạ. Lên xuống nhiều. Thôi qua qua nó không phải. Thank you.
làm trên cái móc và kéo á, chị kéo á, ở ngoài kìa, dứt ngoài dứt ụ hết. Có bên nào chèm không vậy? Dạ. Không không? Dạ. Bây giờ chịu bắn hai móc hay không? Hả? Bắn được. Bắn được hả? Dạ. Kèm thì nó cứng. Bắt gì như sao? Hả? Bắt nó kèm với cái dầm, cái mặt dầm nó không á. Bắt gì xấu? Dạ. Chị được không? Chị được. Chị
Rồi, Nam Mô Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, thì hiện tại đã thượng coi thầy cúng xong rồi nè, tấm lục tự Di Đà cũng đã thượng xong rồi, hay ông thầy tam bảo rồi ha, cú quyền đã xong hết rồi ha, thì chúng ta sẽ lau quét nữa. Dưới nhìn lên cái được không? Dạ. Dưới nhìn lên được không? Yên không? Đấy được. Rồi, Nam Mô Đà Phật. Kính thưa quý vị, thì hiện tại ngôi thờ cúng của nhà của đệ quân đã xong rồi ha, rất là trang nghiêm. Thầy dễ cây đó qua giùm quên đi, rồi bỏ xuống. Rồi, của quyền.
Tam Bảo, Hai Chi Công Thầy, Tam Lục Tự Di Đà. Thái Thượng Linh đã được trang nghiêm tôm tắt rồi. Quá im rồi. Rồi. Thôi thì cũng đã được trang hoàng đẹp. Rồi, coi thì cũng đã xong rồi, để có là gì nói với mọi người không? Dạ, vậy cũng mừng lắm ạ. Mừng ha. Dạ, đợi rất lâu. Có được thờ cúng để mà hàng ngày để mà cúng lại tưởng thầy. Rồi có nơi để mà công phu niệm Phật. Dạ. Quá quý ha. Dạ. Rồi, chúc đệ tu hành tinh tấn nha. Dạ. Rồi, bắt tay cái quá im. Rồi, kính thưa quý vị, ngôi thờ cúng đã được trang hoàng rồi. Thì thượng lên vì đệ Trần Duy Quân cũng rất là mừng. Cũng mong rằng đệ vững bước trên con đường tu tập ha. Tuổi còn nhỏ nhưng mà tâm đạo rất là cao. Biết tới giáo lý thầy và biết tu tập. Tu theo với chân lý của Đức Thầy vậy là quý lắm. Ngày nay mà tuổi trẻ vậy mà biết phát tâm tu hành vậy là phải nói là cực kỳ quý, cực kỳ quý. Rồi, hồi như coi thì cũng đã được xong rồi. Nam Mô Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, thì chương trình Thượng Trang đến đây đã xong ha. Cảm ơn mọi người đã coi chương trình. Đệ tử xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.